Chào mọi người, video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái khung template chuẩn ha. Thì trước đây mình có hướng dẫn các bạn một cái video về hướng dẫn tạo template rồi. Thì cái kiểu đó thì nhiều bạn có thể làm được và nhiều bạn không ha. Nhiều bạn bảo là khá là phức tạp. Hôm nay mình hướng dẫn một cái bước khá là hay và có thể tạo một cái khung nhanh chóng hơn cái cách đó rất là nhiều ha. Cái cách kia thì sử dụng vẫn được nhưng mà nó tốn thời gian hơn. Ok chưa? Rồi thì các bạn thực hiện cho mình như sau. Đầu tiên á thì các bạn phải cấp cho mình cái quyền truy cập lưu đề vào phần ổ đĩa của phần NX ha. Tương tự các cái phiên bản NX bạn cài bao nhiêu thì bạn vào cho mình như sau ha. Bạn vào JPC này, bạn vào đĩa C ha, sau đó bạn vào Program File, bạn vào đĩa C Program File, bạn vào Cmen này, bạn vào phiên bản NX bạn cài này, bạn vào phần UGII này ha, UGII tìm cho mình UGII ở phía dưới này, bạn vào phần Template này, Template đây ha. Đây chính là template của nó. Thì các cái phiên bản bạn cài ổ đĩa khác bạn làm tương tự nhé, và phiên bản cả bạn cài bao nhiêu thì bạn vào tương tự như vậy ha. Vào UGI bạn vào template, kích cột phải bạn chọn property, ok chưa? Sau đó bạn vào phần thẻ là template property, bạn vào secondary này, sau đó bạn vào phần edit cho mình, bạn kéo xuống cho mình phần user đi ha. Đây chính là cái phần tên deskcode của mọi người, có nghĩa là deskcode mọi người đang dùng phiên như thế nào, thì có user là cái deskcode của mình mà là mình cài đặt trên ổ trên máy tính của mình ạ. Thì bạn chọn vào phần edit cho mình ha, bạn chọn vào đây và bạn tích vào phần allow cho mình. Allow có nghĩa là cho phép nó lưu đề lên nhé. Còn nếu bạn chọn vào phần deny này, có nghĩa là nó không cho bạn lưu đề lên nhé. Bạn chú ý là chọn vào phần allow hết cho mình ha, chọn allow, ok và tích ok ha. Sau đó bật nx lên, ok chưa? Sau bạn lưu vào nx lên cho mình, được chưa? Sau đó bạn vào phần new này, bạn sẽ vào cho mình một cái khổ giấy bất kỳ của phần mềm ha. Ví dụ như bây giờ mình vào phần khổ A2 thì lúc bạn chọn vào bạn để ý cái thẻ bên phải property này, tên của nó này, định dạng là drawing này, unit đơn vị này, lát mà có nghĩa là cái phiên bản NX2 này cập nhật năm tháng 9 tháng 8 2027 ha, 2017 ha. Description là mô tả cái khung rộng bao nhiêu này, bạn chọn là khổ A2 thì ok này. Được chưa? Thì đây là cái khổ của phần mềm, được chưa? Khổ khổ của phần mềm. Thì cái khổ này thì nó đang rất là không theo ý của mình, thì bây giờ mình phải chỉnh sửa lại. Thì chỉnh sửa như thế nào thì các bạn thực hiện cho mình như sau ha. Đây các cái layer của nó đã fix lại rồi. Thì đối với NX thì các cái quản lý layer nó khá là chặt chẽ, thì nó chuyên về thiết cấu khuôn và các khuôn dập và khuôn nhựa ha, nên là nó quản lý layer rất là chặt chẽ. Thì cách để chỉnh sửa và edit cái bảng này như thế nào thì đầu tiên bạn vào ha để chỉnh sửa này, bạn vào thẻ view cho mình. Bạn để ý có thể là cuộc layer nó đang ở layer số 1 thì bạn chọn sang cái layer khác bất kỳ, được chưa? Đấy thì bây giờ bạn có thể chỉnh sửa này. Thì việc đầu tiên mình chỉnh sửa đó chính là chỉnh sửa cái khung trước, thì bạn vào thẻ drafting tool, ok chưa? Vào drafting tool thì bạn vào chọn vào thẻ border and zone, được chưa? Có nghĩa là gì, bốn cái thẻ này nó rất quan trọng. Bốn cái thẻ này đó chính là cái việc là tạo này, rồi tạo link này, tạo bảng khung này, rồi tạo cái khung viền này, rồi tạo lưu lại lưu định dạng này, nó rất là quan trọng ha. Thì đây bạn chọn vào phần border zone, có nghĩa là cái khung viền của nó. Thì phương pháp thì mình còn sẽ chọn là custom ha, nghĩa là chỉnh sửa mà theo ý của mình. Border có nghĩa là grid tạo một cái border khung cách khung viền bao nhiêu, khung viền bằng 5, thì kiểu mọi người sẽ nhập bằng 5. Ở đây horizontal một chọn nâng nâng và tích bỏ này đi. Ba hàng này ý nghĩa chính của nó là gì, đó chính là cái mũi tên này, ba mũi tên này, tên dọc ngang này. Cái thứ hai đó chính vertical là phương ngang, horizontal phương ngang và vertical là phương dọc, đúng không? Phương dọc các mũi tên theo phương ngang, phương dọc này. Grid này có nghĩa là tạo bốn cái góc này, theo thì mọi người nhấn apply sẽ thấy này, mất theo. Tiếp tục mình sẽ chọn vào zone này, mình tích hết ha, apply này. Đấy, theo bỏ hết tất cả các khung và các cái mặt gân, các cái khung viền này. Trong ba ban nào mà dùng cuộc nhiều thì nó sẽ biết ha. Đây mình sẽ để về không hết, ok, áp lại nhấn ok này, thấy không? Đấy, thì bây giờ cái khung của mình nó gọn gàng và ngăn nắp rất là nhiều. Và bây giờ mình chỉ việc đi chỉnh sửa hoặc là tạo mới. Thì có rất là nhiều kiểu. Trước đây mình hướng dẫn các bạn là trước đây mình có hướng dẫn các bạn đó chính là sao ta, có nghĩa là tạo một cái khung mới, đúng không? Bạn vào để home, bạn vào phần padding là vẽ ra khung mới để bạn điền các thông tin cho nó, được chưa? Thì việc của mình thì bây giờ mình chỉ việc là chỉnh sửa cái khung này thôi. Thì tùy các bạn nhé, bạn có thể chọn cách nào cũng được, tùy. Đây mình đã hướng dẫn cho các bạn hai cách để tạo được template rồi ha, đó là hai cái cách để tạo
Dưới đây bạn thấy cái cách nào nhanh và hiệu quả hơn thì bạn sử dụng ha. Rồi ok, để chỉnh sửa cái khung này thì bạn sẽ chọn vào re vào kích phải, bạn chọn là edit definition, kích chuột phải nhé, re sáng kích chuột phải, chọn edit definition. Rồi thì ở đây nó đang lock rồi này, thấy không? Re bạn chọn là edit table, thì bây giờ nó cho phép bạn chỉnh sửa rồi, bạn chỉ việc edit table này, thấy không? Thì bây giờ các cái thông số trong bảng này bạn đã chỉnh sửa bình thường, ví dụ như cmen nx thì mình không muốn là để ảnh, thì nhiều cho nhiều, nhiều 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 cách công ty của bạn thì bạn muốn dán cái ảnh nó vào để mà không lộ các cái thông tin quan trọng của công ty hoặc là thế này thế kia. Như ở đây thì nhiều chỗ mình làm thì nó cũng khẳng gần logo đó, ở đây mình nhập là mã chi tiết đơn hàng, ví dụ như mã chi tiết hoặc là mã cái đơn hàng người ta nhận về là xét theo năm á, đấy thấy không? Mình xóa cái đơn hàng này ha. Đó, ok chưa? Thì bây giờ bạn muốn là in đậm hoặc là cho nó phóng to lên thì bạn chỉ chọn là ô đó kích phải, chọn là setting thôi, cài đặt lên, bạn chọn là border thì phông chữ này, rồi border ha, cái là bôi đen này, phông ví dụ như 3.5 chẳng hạn, 3.5 chẳng hạn. Rồi cái là chiều dài mà hết chiều dài, bạn nào không biết chiều dài nữa thì chịu thua luôn. Rồi ok, tiếng Anh mình cũng kém lắm nhưng mà ít ra mình phải biết thì cái cơ bản nhất đúng không? Ok rồi, ví dụ như cái này thì người ta có thể để tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại liên hệ vân vân, thì đây thì tùy các bạn ha. Ở đây ví dụ như mình chỉ để tên của cái kênh mình đang làm chẳng hạn, thì bạn chọn vào ha, cái chuột trá 2 lần vào cái ô đó ha, thì nó sẽ hiển thị cho bạn chỉnh sửa. Đây mình muốn là nhập này, người ta có thể nhập là cơ khí đó, ok vân vân mây mây các kiểu, thấy không? Thì nhập cái gì thì tùy bạn, có thể là nhập thêm phía dưới là địa chỉ rồi số điện thoại liên hệ vân vân, email gmail vân vân, tùy các bạn nha. Thì bạn sẽ tạo cho nó hợp lý một chút. Rồi ở đây bạn sẽ cho bôi đen lên, tích ok đó, thấy không? Cái phông này nó đang khá là nhỏ thì bạn chọn vào ô đó, bạn kích phải, bạn chọn setting thôi, tương tự bạn chọn cái phông này nó lớn lên 4 nhạt đấy, color thấy không? Chọn nó lớn chút nữa 4.5 hoặc là 5 nhạt đấy, tùy thôi. Đấy, làm sao cho nó đẹp nhất có thể là được. Ok. Đấy, rồi ví dụ như các cái này mình muốn là mô tả vân vân. Đây, mình cứ kích đúp 2 lần vào mình chỉnh sửa thôi. Rồi. À, bật cắp lóc đây ha. Enter ha. Cái đó thì bạn để nguyên đi ha, cái thai nó thì đấy ha, đây mình sẽ để cho tỷ lệ đi ha, chữa tên tiếng Việt tiếng Anh gì cho tùy, bật cắt tóc lên ha, nhấn Enter ha. Chi tiết gia công các cái thông số bạn điền vào ha. Rồi các cái thông số này bạn điền cơ bản vào nhé. Các thông số để bạn điền vào ha. Kích vào cái ô nhé, bạn kích vào ô, nó sẽ ra khác. À, người duyệt thì tùy ha. Rồi, ui. Ui. Đây tờ duyệt. Đây là duyệt này. Đây, ha. Có nghĩa là đó do qua các cái phòng ban, ví dụ như là à, phường phạm mình vẽ rồi xong rồi đến các cái thằng các ông như là các ông như là phó phòng trưởng phòng duyệt xong mang ra các công thế thôi, có là chữ ký theo một cái quy trình nhé. Rồi vân vân bay bay rất nhiều ha, bạn có thể dán ảnh insert vào tùy đó. Ví dụ như vậy là mình đã hoàn thành một cái khung tạm bựa như thế này ha, khung khung tạm. Rồi sau khi mà mình đã thiết lập xong á thì bạn chú ý là bạn phải fix cái bảng lại cho mình ha. Sau khi bạn nói là bạn chọn là finish này. Ok chưa?
Finish. Bạn này là mình đã thiết lập xong rồi, drop tool bạn tích vào đây, và bạn nhớ là bạn phải làm sao ạ, nhớ phải fix cái bảng này lại cho mình nhá, definition này cho bạn tích là lock nó lại ha. Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa ha, chỉnh sửa thông số trong này nhá. Đấy, ok chưa? Đó, sau khi mà bạn sửa xong rồi thì bạn nhớ là gì, lock nó lại, tích ok, apply, nhấn ok xong. Đấy, bây giờ bạn cho khối chọn này. Đấy, ok, bạn điền các cái thông tin này. Được chưa? Đó, xong ha. Rồi, tiếp tục này. Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa các cái thông số của nó bình thường nhé. Các cái thông số của bảng này, bình thường. Chỉnh sửa hoàn thiện xong. Được chưa? Chỉnh sửa hoàn thiện. Xong rồi bạn sẽ làm sao nữa? Bạn sẽ fix cái này là bạn lưu dạng template là xong. Fix nó lại ha. Ctrl L ha, nhấn tôi Ctrl L. Bạn có thể Ctrl L, bạn sẽ kích vào phần view này. Bạn chọn ra một cái layer khác ha, được chưa? Chọn trong cái layer bất kỳ nhé. Cái chuyển về một cái layer bất kỳ, sau bạn vào menu, chọn format, chọn layer setting. Và bạn chọn vào phần layer width without object ha, và bạn tích vào đây visible only nó lại. Ok, xong fix ngắt ha. Đấy, có nghĩa là nó cái layer nó không còn hoạt động nữa. Rồi bây giờ mình chỉ việc là lưu dạng template là xong, được chưa? Ok ha. Rồi bây giờ lưu bạn vào thẻ là gì, bạn vào drafting tool, bạn chọn vào phần make as template ha, bạn chọn vào phần này ha, các cái thông số này. Cái hồi nãy mình đã hướng dẫn các bạn là vào JPC đó, và mình cho phép nó lưu đề, có là lưu cái file này này ra vào theo cái đường dẫn luôn. Thì bây giờ mình đặt ha, và mình sẽ đặt tên là khung A2 này, ví dụ như khung A2 này, hoặc là A2 test chẳng hạn, ví dụ như vậy ha. Thì bạn đặt tên tên của nó ha, nó sẽ hiển thị trong cái phần là new file ấy. Ok chưa? Description là mô tả không quan trọng. Tag hai này có hai kiểu, thì mình chọn là start ở lông bạc ha. Và bước tiếp theo quan trọng đó chính là cái phần lưu ha, vào phần JPC của đĩa C, program file, cmem, nx12 ha, nx phiên bản bạn cài bao nhiêu thì bạn vào tương tự ha, bạn vào ugii ha, ugii, sau đó bạn vào phần template ha, template. Rồi bây giờ mình lưu này ha. Đấy, giờ mình chọn là đường lưu này, định dạng này ha, nó cho một định dạng thôi, đường lưu này, đúng đường lưu này, sau đó nhấn ok này, bạn nhấn ok thôi. Bây giờ bạn trực tiếp bạn lưu tiếp nữa ha, file save s nó lại ha, save s nó lại nữa. Thì đây mình sẽ đặt tên ha, đặt tên là A2 test luôn ha. Bạn nhớ là bạn phải lưu tên khác ha, đừng có lưu trong tên A2 test ha. Ok, bạn vào phần template ha, dẫn đến đường dẫn template luôn. Template A2 test luôn. Ok, xong. Tắt. Mở lên. New. Rồi, bây giờ bạn chọn là start ở lông bạc này, kéo xuống ha, A2 test này, thấy không? Ok. Start ở lông bạc. Cái hồi nãy là bạn lưu, là nhớ là lưu hai lần ha, một lần là make s với một lần là sell s, nó lại đúng theo cái đường dẫn đó ha, và theo cái tên nó luôn. Ok, bây giờ bạn chọn là start trong lòng bảng, chọn khẩu A2, ok. Đấy, thì bây giờ nó vào nó hỏi bạn này, thấy không? Đó. Đấy, bạn điền vào các thông số của tôi, ví dụ như first day, người vẽ, người thiết kế là ai? Người vẽ. Rồi Lê Văn A. Lê Văn B. Đấy, đấy, các cái thông số ha, duyệt. Đấy, các cái thông số như vậy hả, đó. Ok chưa? Đấy, xong. Bây giờ mình chỉ việc add chi tiết vào thôi. Add chi tiết vào, bạn chọn vào bay view, grid view đúng không? Mình đã hướng dẫn rất kỹ rồi, trong các video rồi. Ok. Rồi, JPC, dead code luôn. Lấy cache. Sẽ lấy đại một cái chi tiết rồi ha. Lấy đại ha. Ok, rồi, theo.
chọn là infer, chọn bật tốt này, chọn khổ 21 đi, ok chưa, đấy chiếu lên thôi. Oh, theo rất đơn giản đấy. Rồi a project ha, chọn project này, project này.